Rồi mình trước khi mình quay cái đợt cá thì mình sẽ quay sơ lược cho anh em coi cái dàn kiến của mình ha. Dàn kiến này làm được 2 ngăn đó. Đó, mà mỗi ngăn là mình để 1 con đó, 2 con tách rời với nhau chứ không có nhốt chung, nên đảm bảo an toàn, con cá không bị tác động vật lý với nhau. Rồi hôm nay mình tiếp tục lên đợt cá cho anh em luôn nha. Hôm nay mình lên dòng này là ma ha cha nha anh em, màu xanh nè ha, trước trống sau mái ha, trước trống sau mái đó. Chiếc này mình lên con trống con mái cho anh em luôn, thì nói chung là con này mình mới thả lên cho nên chưa có sung lắm. Thì anh em cũng biết cá ly hia mà nó hơi nhát nước một tí, thì anh em về anh em phơm cỡ ngày là nó kè, mà anh em để ngón tay vô là nó kè heo luôn á. Về anh em huấn luyện thêm ha, cái màu cũng rất là đẹp ha, ma hai chai trước chấm sao máy ha, chứ sao là máy cũng 60.000 luôn nha anh em. Rồi lúc mà bán con này là 100.000 không á, sao mà mình mới ép ra đựng bày nhiều quá trời bán anh em 60.000, đâu đó nó rõ cho anh em luôn ha. Rồi qua đây thì là hàng coi ghét nè, tay bơi trắng luôn nha anh em. Tay bơi trắng hay nó dạng là cooper gold, nó dạng là gold á, coi ghét gold á, nó ra màu trắng trắng nè anh em thấy không, tay bơi không, coi ghét gold nó trùng mà mấy con này anh em có thể nhìn cái bộ phơm nó là anh em lết đi không nổi, rất là đẹp anh em nhìn không. Đó, 60.000 là vừa tầm tay anh em, là con máy phía sau là cũng đỉnh anh em thấy không, ghét gold ha, ghét gold đó nha anh em, nhìn thấy anh gold lên không, nó ghét gold ha, coi ghét gold. Qua đây thì là coi ghét Galaxy chứ không có cooper gì anh em, nhưng mà bộ phơm nó đẹp đó. Phía sau là con máy nha. Đợt này nói chung là mình lên trống, lên trước trống sau máy anh em, nhiều khi anh em mua cá máy về anh em ép làm giống. Nói chung là anh em nào mà có ép cá chỗ mình á, là anh em biết cái gen của nó như thế nào à. Cái gen nó gen rất là chậu, nó ra đời con nó ít bị cellophane. Còn anh em mà mua cái dòng gen nó kiểu mà nó lặn, cái kiểu mà nó ra cellophane nhiều á anh em, đó là anh em về anh em ép hướng bày anh em biết à. Nói chung là biết anh em quay lại anh em mua cá cho mình hoài gì. Nó nhìn cá rất là đẹp nha anh em. Qua đây thì là con coi ghét mà cooper ha, nó lên màu đen nhiều, cooper là trắng ha anh em. Đó là cooper ha, cooper xám. Đó 39.000. Đó trước chống sao máy. À, máy nói chung là về anh em để từng ép. Nói chung là anh em nên mua cá máy tơ nha, đừng có anh em mà mua cá máy mà nó bụng bự quá trời. Nói chung là anh em đừng có ham cá bự bụng bự. Nói thiệt chứ mỗi mấy anh em nào mà chơi chuyên nghiệp là thường là mua cá máy tơ tơ không, mà về dưỡng một tuần hoặc là 2 tuần nữa là mới ép, chứ anh em mà mua cá bụng bự quá về ép cũng như không là chết quất à. Này mình nói thiệt không phải là gì, về anh em tự anh em dưỡng á, dưỡng con cá máy á, rồi anh em ép, chứ trong quá trình vận chuyển đi con cá nó bị yếu này nọ, rồi nó xì trứng, rồi nói chung xảy thai đó. Nói chung là mua cá tơ tơ đi là về anh em ép dưỡng từ từ, đừng có gấp. Con này là hơi bị đỉnh cho nên bán 60.000 nha, trước chống xe máy, máy phía sau cũng cooper luôn. Rồi cái dòng hàng Nemo Dashit này lâu lắm rồi mới có lại anh em. Anh em có nhớ hàng Nemo Dashit nào là nó không có dãy Nemo mà không có dãy Galaxy á anh em. Dạng mà dãy bong bong chiếu lên á là dãy Galaxy, con này nó không có dãy nè, dạng là Nemo Dashit. À, nói chung là dòng này là lâu lâu trong bầy nó ra được vài con mà riết bây giờ nó bị nhiễm quá trời nhiễm rồi. Nó nhiễm Galaxy á. Ít nó không còn hừng của thằng Nemo nữa. Rồi qua đây là gồng tiết nè. Đó, nói chung là ở ngoài sao nó kè quá trời, mình giục lên hồ kiến cái nó không kè. Con quỷ vậy nè. Đó. Giờ mà nhìn trắng phao, thịt dãy trắng phao trước chống xa má nha. Qua đây là duy nhất cặp mà này là 2 con trống rồi anh em, nãy để lộn thôi kệ quay cho anh em. Trước coi ghét, phía sau cũng là coi ghét Galaxy luôn. Phía sau là coi ghét Gon á. Coi ghét Gon ha. Đó, còn coi ghét Gon ha. Đó thì anh em ưng cái mã nào thì anh em chốt thôi. Đó cũng dễ ha anh em, cho anh em lựa. Này là trước chống xa máy, này là coi ghét Galaxy. Nhiều khi có một số anh em hỏi mình kêu đọc từng tên để anh em biết con cá, để mà anh em gọi tên, những khi anh em mới tập chơi đâu biết tên đâu. Này là coi ghét nè, anh em thấy không có màu cam cho nên là gọi là coi ghét. Nếu mà có màu cam nữa thì là coi Nemo ha. Này là trước chống xe máy, mình ghép 2 con trống con máy là 1 cặp này là anh em về anh em ép được rồi ha. Đó, nhìn không, ok man ha. Về anh em ép ha, thử bày anh em biết cái gen nó trội như thế nào. Nói chung là anh em mua, anh em lựa cái gen á, anh em biết xuất xứ rồi anh em ép ra con cá nó đẹp lắm. Còn anh em không biết xuất xứ nhiều khi con cá trống nó rất là đẹp luôn. Nhưng mà ép ra cellophane không, tại vì là trong bầy nó được con đẹp mà cái lên bán luôn rồi, bởi vì anh em đâu biết cái gen của nó như thế nào.
Thì là một bầy, nói chung là một bầy mình ép ra là nó ra đều raw hết trơn, là anh em biết cái gen nó rất là tốt rồi. Bộ phơm đó nó ăn tiền chỗ đó. Thì clip này thì anh em coi cái mã nào đó anh em ưng thì anh em chốt. Cái này coi Z Cooper nè, phía sau là anh em coi Zalo chứ, máy Zalo á anh em. Nói chung mấy mã này trước chống xe máy, máy anh em nhìn không, nó ôm trứng, ôm trứng hay có trứng hết trơn rồi. Quan trọng là về anh em ép thì anh em để dưỡng thêm một tuần nữa cho ăn đầy đủ bẩm tẩm bổ này nọ. Con này coi Z nha, coi Z Galaxy vẹo lửa. Nói chung là con này để lên hốt liền 39.000. Hôm qua có mấy anh ủng hộ mình làm mười mấy con không á, ghê thiệt đó. Mấy chú về tập ép này nọ có, nhưng mà có một số có ông cũng hài lắm, đặt cho mình lựa mấy con whip whip không à. Đặt xong rồi mình gọi điện lại mình hỏi chốt cá không, mà cái ông đó ổng nghiêm gu luôn, ổng trả lời gì luôn, thà nói mình nó ừ thì nó không đặt thì để mình biết, tại vì mình được thường á, ai đặt mình sao mà mình điện thoại xác nhận à, nhiều khi sợ bị bơm anh em, cho nên mình gọi điện lại mình xác nhận đơn chứ không có gì, mà không thèm nghe máy luôn, trời quá trời gọi luôn, nhắn tin không trả lời luôn, vậy thôi thua là mình quỷ đơn đó anh em. Tại vì mình điện xác nhận tuy anh em đặt nhưng mà mình phải điện gọi điện xác nhận đơn, nhiều khi anh em không nhận, anh em thông cảm gì mình nha, đâu đó nó rõ. Nếu mà mình gửi đi mà anh em không nhận mình tốn tiền, chịu tiền ship, tiền đi tiền về anh em. Nói chung mình bán con cá cũng đâu có nhiều tiền đâu anh em, thấy không, bán 39.000 thì anh em chắc ăn, anh em đặt ha đặt, chứ đâu mình cũng muốn đôi bên vui vẻ, mình bán cá sung kèo khỏe cho anh em, chủ yếu là về cho anh em chơi đam mê giải trí này nọ thôi. Chứ thật ra mà bán cũng rất là lời, cũng rất là mỏng chứ không có nhiều đó, mình bán cá gì đam mê, mình để tiêu đề bán cá gì đam mê luôn mà anh em đó. Anh học đưa đến tay anh em, nhìn anh em mua cá mình mấy đợt rồi anh em cũng biết cá rất là đẹp luôn á, không thấy khen đó, nhìn không, con cá bộ phơm rất là bán 39.000. Ừ ok thì chốt. Nói chung là anh em mua trống không cũng được, anh em mua máy cũng được, chứ mình không có ép buộc là anh em phải bắt buộc anh em mua một cặp đó, mình rất là dễ. Đó, anh em mua trống cũng được, không cần nhất thiết, ví dụ anh em mua một lượt sơ qua anh em mua trống hết cũng được, mình cũng mừng, anh em mua có mua là mình mừng rồi, chứ mình không có đòi hỏi ông này có mua trống không gì đó, không có đó. Hoặc là anh em mua con nào mình cũng bán hết trơn á, nhiều khi cá mà mình lên mới lên chút xíu, nhiều khi mấy con cá đẹp đẹp anh em trước đặt rồi á, rồi mấy anh em sao mua vô mua rồi cái mình nói báo hết cũng kỳ lắm anh em, tại vì mới lên hết rồi, tại vì có một số anh em đặt Shopee cũng nhanh lắm đó, nhiều khi anh em đặt Zalo mình vô mình phải kiểm tra hàng coi còn hay không, cái mã đó còn hay không, mình không có giao cá tương tự cho nên là hỏi nếu còn mình mới giao, hết là mình không có giao. Hoặc là mình nhắn Zalo mà hỏi anh em con có được không thì mình quay tương tự được thì mình mới giao á nha anh em. Nói chung là cá về mà có vấn đề gì anh em cứ chụp hình ha, mình sẽ bù hoặc là gửi lại tiền cho anh em đàng hoàng ha. Đó, chủ yếu là anh em chơi cá vui vẻ. Nói chung là nãy giờ là anh em gặp con cá nào ưng thì anh em chốt nha anh em, nhìn rất là kè rất là sung và đẹp luôn á. Ừ, nãy còn 136-59 cũng đẹp á anh em, đỉnh á, mà sale cho anh em á 39.000 thôi đó, lụm con đó đi.